bạn có từng cảm thấy áp lực bởi sự phức tạp của cuộc sống? Bạn có khi nào cảm thấy mình đang sống một cuộc đời vô nghĩa? Bạn đang tìm kiếm một sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới xung quanh mình? Nếu như vậy, có thể bộ sách Seneca Những Bức Thư Đạo Đức chính là điều bạn cần. Được viết bởi triết gia cổ đại La Mã Seneca, những bức thư dành cho người bạn Lucius, Seneca đưa cho chúng ta những lời khuyên về cách sống một cuộc đời ý nghĩa. Từ việc đối mặt với khó khăn đến nuôi dưỡng lòng biết ơn, những lời răn dặn của Seneca có thể giúp chúng ta vượt qua những thử thách của cuộc sống hiện đại. Nếu lần tới bạn cảm thấy lạc lối hoặc là áp lực, hãy dành chút thời gian để tìm hiểu sự khôn ngoan và trí tuệ của những bức thư đạo đức. Bạn có thể tìm thấy sự hướng dẫn mà mình đang kiếm tìm.